Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, nhiều tỉnh thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Tại Bắc Giang, ba cán bộ của tỉnh này đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngay sau đó, Quảng Nam cũng chỉ đạo ra soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan đến tập đoàn Thuận An. Tại Đắk Lắc, tập đoàn này còn tham gia vào một gói thầu thuộc dự án có giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng ở Đắk Lắk liên quan đến gói thầu này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị tỉnh Đắk Lắc cung cấp toàn bộ tài liệu. Được biết tổng giá trị của các gói thầu tập đoàn này đã tham gia lên tới gần 23.000 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An TAG tham gia. Lý do là C03 đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này và các tổ chức đơn vị liên quan. Được biết, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An TAG tham gia vào một gói thầu số 03 thuộc dự án có giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng ở Đắk Lắk. Gói thầu này là kế hoạch thi công xây dựng đoạn km 20 cộng 500 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Cục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu, bản photocopy, đóng dấu treo, thống kê theo danh mục, không đóng dấu mật, gửi về C03. Theo hồ sơ, dự án đường tránh đông có chiều dài hơn 39,6 km, tổng vốn phê duyệt ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắc làm chủ đầu tư, gồm hai gói thầu xây lắp, gói 3 và gói 4. Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên doanh gồm có Công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn Hà Nội, Công ty cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An. Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An theo đó qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nắm bắt thông tin công ty cổ phần tập đoàn thuận an và ông nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an vi phạm quy định về đấu thầu vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan giả soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an nhà thầu nhà đầu tư trong khi đó, tại Bắc Giang, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 5 bị can khác, trong số này có 3 cán bộ gồm có Nguyễn Văn Thảo, giám đốc và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Được biết, tập đoàn Thuận An đã tham gia tổng cộng 51 gói thầu và đã trúng 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Tổng giá trị của các gói thầu là hơn 22,6 nghìn tỷ đồng. Trong số này có hơn 8,2 nghìn tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 144,3 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Con Rẫy, Con Tum đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra. Lực lượng chức năng đã mời NTK 26 tuổi, chú tỉnh Bình Định, tài xế chở đoàn cán bộ của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra tai nạn, lái xe ca điều khiển phương tiện vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước, dẫn đến tông vào xe tải biển kiểm soát 81H027.99, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R010.51. Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng bên đường, một hành khách thiệt mạng, nhiều hành khách khác bị thương hành khách trên xe gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khách này thuê xe khách di chuyển về thị trấn Mang Đen, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Khi đang đi thì xe gặp nạn. Trong ngày 15 tháng 4, 20 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Trong số này, có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Con Tum. Các bệnh nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được nhập viện cứu chữa. Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum thông tin, việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Phía Bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin về tình hình các nạn nhân bị chấn thương nặng, trong đó có một bệnh nhân đa chấn thương nghiêm trọng đang hôn mê. Có tổng cộng 15 bệnh nhân trong vụ tai nạn được chuyển vào bệnh viện. Tại khoa cấp cứu, sau khi khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng, có 6 bệnh nhân được xuất viện. Còn lại 2 bệnh nhân nhập khoa chấn thương sọ não, một người nhập khoa tai mũi họng, một bệnh nhân nhập khoa ngoại thần kinh và 5 trường hợp nhập khoa chấn thương chỉnh hình. Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân NCD 43 tuổi, nhập bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng hôn mê đa chấn thương, đã dẫn lưu màng phổi. Sau khi hồi sức và hội trần ngay tại khoa cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị đa thương, gãy xương bả vai, gãy xương sườn số 7 bên phải tràn máu màng phổi, xuất huyết não. Các bác sĩ truyền máu và chuyển nạn nhân lên phòng hồi sức tích cực của khoa ngoại thần kinh. Kết quả CT lần 2 ghi nhận xuất huyết não và phù não có tiến triển. Bệnh nhân được hồi sức, truyền máu, điều chỉnh rối loạn đông máu và thiếu máu. Các bác sĩ đã hội trần để phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện tình trạng bệnh nhân còn rất nặng. Đối với 5 ca ở khoa chấn thương chỉnh hình, các bệnh nhân bị chấn thương đầu đều đã được sơ cứu và khâu tại Bệnh viện Con Tum. 2 trên 5 trường hợp bị gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay và những mảnh gãy có sự di lệch được bác sĩ cân nhắc can thiệp phẫu thuật sớm. Ba người còn lại bị chấn thương nhẹ hơn, được dùng nẹp để bất động tạm thời các chi bị gãy. Một người bị chấn thương các phần mềm, bác sĩ đánh giá chỉ cần điều trị bảo tồn, không cần can thiệp phẫu thuật. Tại khoa chấn thương sọ não, hai bệnh nhân đều bị thương nhưng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có hình ảnh máu tụ. Trong đó, nam bệnh nhân chấn thương nặng sẽ được chuyển qua chấn thương chỉnh hình để mổ xương, còn bệnh nhân nữ tình trạng nhẹ hơn. Thạc sĩ bác sĩ Dương Quang Minh, khoa chấn thương sọ não Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết, hiện tại bệnh nhân vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Sáng nay, bệnh nhân vẫn tiếp tục được chụp lại CT scan kiểm tra tình trạng sọ não. Dự kiến nếu bệnh nhân này chụp CT không có máu tụ thì có thể vài ngày sau cho xuất viện về nhà theo dõi thêm. Ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa cho biết, từng cầu cho lúa ở huyện Mỹ Đức Hà Nội bớt ngã đổ vì gió. Để chứng minh, ông Hoàng đã cung cấp văn bản có con dấu và chữ ký của Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo nội dung văn bản, ông Hoàng trình bày mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai trong ngành nông nghiệp. Ông Hoàng cũng phân tích do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đã ảnh hưởng. Ông Hoàng viết, trong nhiều năm tôi đi tham quan nhiều nơi thấy vụ xuân hè toàn gieo mạ và cấy lúa đúng vào những ngày rét đậm gây cho mạ chết. Lúc cấy nhiệt độ quá thấp khiến cho thợ cấy tê cứng chân tay vụ hè thu do nắng nóng bà con phải đi cấy đêm tôi chăn trở xót xa tôi thấy xã viên xã mỹ thành đi buộc lúa do ngã đổ nhiều nhà không buộc kịp dẫn đến lúa bị mọc mầm cả cánh đồng tôi bảo tôi muốn giúp bà con đỡ thiệt hại và lúa đỡ bị ngã đổ các bà có đồng ý không họ bảo được thế thì tốt quá chúng tôi hoàn toàn đồng ý trước tình hình đó tôi âm thầm nghiên cứu cầu nguyện tìm giải pháp giúp đỡ bà con nhân dân giảm được thiệt hại do mưa gió gây ra Văn bản còn thể hiện sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chín vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Kết quả thiệt hại vụ mùa đó giảm 80% so với vụ mùa 2021-2022. Văn bản này còn có chữ ký và xác nhận của ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Khi đề cập đến văn bản trên, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh tính thực hư của văn bản. Vị lãnh đạo này nói: Tôi đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành để kiểm tra xác minh lại sự việc, tại sao lại có dấu đỏ xác nhận của hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được chúng tôi tiến hành xác minh. Tới chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện đã lập tức giao cho ban tôn giáo, chính quyền hai xã Mỹ Thành và Bột Xuyên nơi cư trú của ông Lê Minh Hoàng để xác minh qua xác minh lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính là do ông đinh quang thành giám đốc hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành ký vị lãnh đạo huyện mỹ đức nói ủy ban nhân dân xã mỹ thành đã họp và yêu cầu ông đinh quang thành chủ nhiệm hợp tác xã viết bản kiểm điểm ông thành là đảng viên cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không chấp nhận được ngoài ra theo vị này ủy ban nhân dân xã bột xuyên cũng đã mời ông lê minh hoàng lên làm việc ngày 15 tháng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức liên quan đến trường quốc tế Mỹ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ đảm bảo điều kiện tổ chức học tập, nội dung chính của chương trình học, chất lượng dạy học của trường và chất lượng học tập của học sinh. Các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường này từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Về tài chính, đến 14 giờ ngày 12 tháng 4, phụ huynh đã đóng góp 30,4 tỷ đồng vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023. 2024. Trong tuần qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giả soát, giám sát việc chi lương tạm tính, tiền nhà cho giáo viên người nước ngoài và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy. Số dư hiện tại là 6,7 tỷ đồng. Hiện trường còn 1.087 học sinh, giảm 33 học sinh. Trong ngày 12 tháng 4, ở bậc tiểu học có 42 trên 49 giáo viên nước ngoài, 12 trên 14 giáo viên Việt Nam, 395 trên 428 học sinh tiểu học đi học lại. Ở bậc trung học có 55 trên 74 giáo viên nước ngoài, 10 trên 13 giáo viên Việt Nam, 547 trên 659 học sinh đi học lại và 95 trên 103 nhân viên đi làm. Theo báo cáo của hiệu trưởng, đến ngày 12 tháng 4, trường nhận 10 đơn xin thôi việc từ giáo viên người nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường trong thời gian tới. Số học sinh vắng học trong ngày 12 tháng 4 cao nhất trong tuần qua. Bậc tiểu học vắng 33 học sinh, bậc trung học vắng 112 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao phòng giáo dục trung học nghiên cứu đề xuất của trường cho các khối lớp kết thúc năm học sớm vào ngày 26 tháng 4. Riêng lớp 12 sẽ đến trường hướng dẫn ôn tập đến ngày 17 tháng 5 để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế.